để xe đấy. Đi về đi. Bọn thanh niên kia đã đến đây sao lại còn bỏ đi? Tao là phù thủy đây. Chúng mày còn muốn đi đâu nữa không? Này, lão bảo lão là phù thủy đấy. Trông như ma ấy, này, phù tà leng. Tao nhìn mà tao muốn tẻ ra quần. Này, làm cái gì thì làm mau lên, để tao còn làm việc khác. Hai, ba. Chúng tao muốn mua bùa yêu. Tao biết rồi, chuẩn bị sẵn sàng rồi, ghi tên từng thằng một rồi. Vào đây sẽ có. Vào đây. Ba lại, mua ba lại, chúng mày trả cho bà 50.000 à? Ai, ăn đói lắm rồi. Mày ngu không biết tính. Ba lại, ba nhân ba bằng 16, 16.000. Thằng này ngu. Mà mày ngu ấy. Bao nhiêu nhỉ? Ba lần một là 4, 5 lần hai là 7, mà 9 lần một là 10. Lại tao thấy chưa đúng, hình như là 4 với 1 là 3. 33 là 9 rồi. Thôi cứ mua bà bao tiền ba lần. Anh là trai không biết tính à? Thế nào? 20.000 ba lại. 20.000 à? Rẻ quá. Mua hẳn ba lại giả cho nó 50.000. Ăn đang đói lắm rồi. Rồi trả đây. Cái tiền đây. Rồi. Ăn đi. Mày ăn đi. Cái gì tiền đi. Ăn đi. Mua thằng một lại. Đây rồi. Ăn nhá. Ăn đi. Ôi trời. Chuối ngon. Những anh chồng đẹp trai mà ta chờ đợi bấy lâu nay đã tới đây rồi. Ngạc nhiên chưa? Mài dao rồi đấy. Ngạc nhiên quá. Sao một cụ già lại làm cái việc này? Còn phụ tớ lẽ. Người ta có câu là cướp giết mấy cái kia. Cướp giết thì làm gì? Mà là ta. Thằng Thủy đâu? Đâu đây? Tiền lắm không? Nhanh. Thằng Thủy đâu? Thằng Thủy đâu? À lấy rồi. Map bên hàng. Đây. Sao chú ơi phải gạt ở đây? Map bên hàng. Ba gì băng? Ôi, không leng lịt gì cả. Thôi bị leng. Sao chú phải quay lại? Này, tao nói cho mày biết nhá. Thế tại sao bán bùa yêu cho chúng tôi mà để cho cái con mụ già ấy đi nó hiếp chết cả ba thằng? Ông giải ngay bùa cho chúng tôi ngay. Giải ngay bùa? Chúng mày mua bùa yêu của tao. Chứ chúng mày có mua bùa tuổi đâu. Yêu như thế là tốt lắm rồi. Thôi.
Bù cà đen. Bây giờ mày có giải bùa yêu cho chúng tao không? Thôi, trả lại tiền. Thôi, không leng leng gì cả. Tao nói cho chúng mày biết nhá. Tao đã làm cho chúng mày xong. Tiền của chúng mày vào túi tao là không có ra được đâu nhá. Ồ, nhưng ít nhất mày cũng phải giảm cho chúng tao một nửa. Chúng tao phải giảm một nửa chứ. Không được. Hay không được. Chúng mày hiểu khả năng của tao. Tao đã làm là phải có tiền. Không có biết giảm cái gì cả. Nhớ chưa? Bùa cà đen. Mắt mày đen. Đã thế cho nó chóng mặt luôn. Bùa cà đen. Mắt bị lèng quá, mắt bị lèng quá, mắt bị lèng quá, thôi, bị bà. Thôi rồi. Bây giờ thế này. Tất cả chúng mày quỳ xuống. Hả? Quỳ. Nhớ là phải thật thành tâm nhá. Để ta vào ta thỉnh ma tinh ở trong nhà giải bùa cho chúng mày. Thật thành tâm. Cứ đem bu sẵn sàng. Phát đi băng. Nhìn xem, đây là loại rượu đặc biệt của tôi. Chỉ chuyên mời các cao thủ uống. Hôm nay tôi sẽ mời trưởng bản và toàn bộ dân bản uống. Rượu rất ngon. Nào trưởng bản thưởng thức nào. Hôm nay ta được nếm thử rượu của đại gia Tú rồi. Ui thơm thế. Trời ơi quá thơm. Hôm nay nào em làm thế nào. Trời ơi nào. Thơm quá. Ôi trời nào. Ôi đây nào, của em đây, của em đây. Thế nào, mời trưởng bản, mời bà con. Mời. Chúc sức khỏe nhá. Sức khỏe. Công nhận. Ngon. Rượu ngon không? Ngon. Ngon. Thế là xong. Ngủ ngon nhé trưởng bản. Đã xong. Má chỉ lẹm, má phải lẹm, đến rồi. Ô này, thằng bác sĩ lang thang này biển của nó rất hay nhá. Này, nhưng mà tôi thấy nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Cứ vào đi, chắc là trong ấy có người đấy, không sợ đâu. Ừ rồi, tao thấy lạnh hết cả xương sống. Lạnh xương sống cái gì mà lạnh xương sống? Cứ vào đi. Đây, mày nhìn đây này, tao viết cái gì nhỉ? Đây, nếu ngòm
chỉ lấy nửa tiền. Ô, thằng điên, ngon rồi đến lấy nửa tiền. Ê, lấy của đứa nào? Utaleng chạy thuốc ở dĩ huyện đó là nó thật thà, nó nói đúng đấy. Đúng đúng đúng. Có vẻ hơi hoang mang ấy. Ai đâu biết cái biển à? Nếu ngọt chỉ lấy nửa tiền. Ngu, ta chết rồi thì còn. Nhưng mà này, để lấy tiền thế nào? Nói điên sẽ thành tiền này, cũng được đấy. Này này này, tao thấy rằng này không có biển, hai con rắn ngậm cái đầu lâu rồi này. Thôi, đừng có vặt, nhớ ăn thịt người sao? Mày một cười. Bây giờ còn ai đi ăn thịt người nữa? Đúng chỉ rồi. Có bản ma tình mình là trước đây ăn thịt người, bây giờ nó ngấy rồi. Nó bỏ ăn thịt người, nó ăn ngu con rắn rồi. Trời ơi. Nhưng mà tao nghĩ này, nó người thành phố động thật. Người ta bảo khẩu xa thân Phật mà. Đúng không? Khẩu Phật tâm xa. Khẩu xa thân Phật. Khẩu Phật tâm xa tâm xa. Đúng rồi. Cụ ta leng bây giờ như thế này. Cứ theo giống như thằng Kinh ấy. Mình làm nhẹ quần tư ti. Cho nó công bằng. Công bằng ấy tốt nhất này. Cứ người lớn tuổi. Cứ người lớn tuổi vào cho. Thằng nào lớn tuổi vào cho. Thằng nào lớn tuổi. Mày cái gì đây? Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Úi thuốc nhiều thế này cơ mà. Nhiều cả. Nhiều thuốc như thế này cơ mà. Chắc là chuẩn rồi đấy. Đi đi vào cân. Cân á. Ôi giời, đi mấy ngày sụt hết là cân. Nó giết người. Nó chữa bệnh cái gì? Đây chẳng phải ở đây bọn nó giết người sao? Nó bán thuốc gì đâu, nó giết người đấy. Giết người đấy. Trời ơi. Sợ quá, sợ quá. Ê thôi đi. Này chúng tao đến đây nghe nói ở đây mày có cái thuốc mà làm chồng rất giỏi. Đúng rồi. Chúng tao chỉ muốn làm chồng giỏi để cho các con vợ tao da nó trắng như tuyết, sáng da phấn khởi, gặp ai nó cũng chào, gặp ai nó cũng cười. Mày có bán cho chúng tao không? Đến mua thuốc hả? Đúng chỗ rồi đấy. Chúng tao đến mua thuốc thôi chứ không phải ăn cắp ăn trộm gì đâu. Cho nên đừng cho chúng tao lên bàn mổ nhá. Đúng. Đến mua thuốc thì yên tâm. Ba vào phòng mổ. Mời các thương đế ra phòng khám. Mày đi tế cầm con dao ra chợ thế. Chồng muốn là con dao. Thuốc không chịu được. Đây ngồi cái này. Ngồi này. Mày làm chất cứng không? Ngạc luôn. Mày này lang thang. À gì nhỉ? Lang Nghi. Tao muốn hỏi là mày có bao nhiêu vợ? Tôi chỉ có bà này. Ồ, có một vợ thôi à? Bà này tuy xấu người một chút nhưng là bà chính. Hơn nữa bà ấy hiểu biết về y học. Nên tôi giữ lại để phụ việc. Còn hơn chục bà phụ và 40 đứa con bổ xung quanh các dãy núi này. Ui dồi. Ui. Cây nhỉ. Phụ ta lè hàng. Ma mày lè. Này thì nó đông vui như thế thì mày làm ăn kiểu gì? Mày làm không như làm nào? Được. Này, tôi không làm được thì tôi làm thầy làm cái gì? Nào cũng có phần cả. Đi nhỉ? Nhớ mộ. Putaleng. Ma bị lạc. Vất vả lắm đấy nhỉ? Này, có mệt không hả thầy? Có mệt thôi. Thế tôi hỏi các anh nhé. Có sự sung sướng nào mà không vất vả? Putaleng. Các anh uống thuốc của tôi vào ấy. Tôi đảm bảo là khổ vì sướng thôi. Này. Putaleng. Ma bị lạc. Nhìn cái mỏ thằng này nó nhọn thế này. Nó hot rất hay. Nó hot rất hay đấy. Yêu tinh yêu quái chứ phải chỉ đùa. Nó hot rất hay không chỉ đùa được. Sao các anh nói thế? Cái người ở trong kia là ai? Mà tại sao là bắt người ta? Tại sao bắt người ta rồi? Không phải móc ăn mà không phải giết người. Ông dám ăn. Là thế nào? Nó là bệnh nhân. Bệnh nhân gì? Nó là bệnh nhân nào? Bệnh nhân thực tập. Bệnh nhân thực tập minh mạch thế là mày ác rồi. Giết người à? Mỏ mình nhọn thế kia phải giết người à? Giết người à? Mại thế ta? Không phải là giết thì giết đó. Cổ hả? Nó thực tập cũng là con người. Đúng rồi. Tại sao người sống ác thế? Không, cái gì hiểu lầm rồi. Nó là người nhựa. Tôi nhặt ở bãi rác về để thực hành cho quen tay mà. Con plastic, con người nhựa. Đúng rồi. Bù tà lèng, má phì lèng. Má phì lèng. Mày biết cái gì mà plastic? Thầy ơi, bây giờ quan trọng là chúng ta muốn mua cái thuốc
mà làm khỏe cái chức năng làm chồng. Đúng rồi, đúng rồi. Thế mày có cái thuốc là cho chúng ta thử. Đấy, mày thử luôn đi. Thuốc đây, thuốc đây. Mời các anh. Uống đi. Các anh cứ uống đi, rồi sẽ biết. Mời đây. Miễn phí là mình cứ dí. Thuốc của tao đâu, thuốc đâu? Đây là thuốc đâu? Thuốc đâu, thuốc đâu? Đây, đây, đây. Có tao còn về. Uống thử cho theo. Ai lại cho tao thì chơi. Ê, ê, không được uống nữa. Cái gì em không được uống? Thuốc tôi đã pha trong này rồi. Các anh mà uống nữa ấy, thì sẽ quá liều, không chịu được đâu. Pha vào đây rồi à? Pha vào đây rồi. Các anh cũng uống rồi. Không bảo. Thế tôi cho bằng. Mày thấy thế nào, mày thấy thế nào chưa? À, mày thấy thế nào? Mày đi băng, tao thấy người bắt đầu ra ngăn rồi. À, thôi, thế tao ăn gì nè. Mẹ, mày dã man vừa vừa đấy nhá. Mày biết là bọn tao đường xá xa xôi. Bây giờ mày cho vào thế này, lũ làm của em cho tao xả đâu? Hả? Vợ mày đâu? 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 Vợ đâu? Vợ mày đâu? Vợ 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 đâu? Mày quá là chán ăn. Về nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Không chịu được nữa rồi. Ôi giời. Mua cái xe nó tử tế mà đi thì không mua. Ừ, ba chồng góp tiền vào mua cái xe như đỡ hơi ấy. Nhỏ không được, đi không được, bây giờ lóc cóc đi bộ thế này sướng chưa? Cái lượng xe của mình nó giống cái sắt vụn quá. Ê, Vũ Tư Liêng. Bác bị lẹ. Bác Thị Băng. Xe không? Có. Mày cho chúng tao đến chỗ nào ăn chơi nhất ở cái chỗ này? Có ăn, có chơi, có cả hát ba bô lê, có cả xả lũ. Có đi, đi luôn. Có cái khách sạn ở đây to lắm. Đi, đi. Khách sạn gì? Sơ Canh hết. À, Sơ Canh hết. Nó là hoành tráng nhất ở cái chỗ này luôn. Rồi, ok. Có nghĩa là sờ tay hết à? Nào, lên xe. Thôi, thôi, thôi. Không nhường, nhường, nhường người già. Ôi, trời ơi, đúng chưa? Đúng rồi. Rồi chắc vào bám vào nhá. Đến nơi rồi. Ôi giời ơi. Này cái nhà to như quả núi này. À, tiên. Đấy. Cho luôn. Mà vừa nhá. Rồi đi nhá. Sờ cai hết. Họ tên à, trách nhau khi duyên mình lỡ lần. Mai em xa rồi lạnh buồn mình mang. Tôi đi giữa khung trời nhớ khi bao yêu thương dạn vỡ, những đêm dài nghe lòng nhung nhớ. Khóc thêm chi cho nhạt mà ai không trong đời một lần sáng sớm. Em lên xe hoa một chuyến cho tin yêu tôi lạc bến, cho tình tôi lạnh theo tháng. Chia tay lúc cuộc tình sâu cho lòng mình thì
đêm đau, thời gian không phải dấu. Em vui pháo hồng ngày vũ quy, tôi về xuôi với trọn niềm đau. Tình đã ngăn khi em về với trăm năm trong đời còn gì em ơi. Đêm 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 sao mà nhớ, tôi ôm cơn đau tình lỡ, khóc âm thầm cho tình tan vỡ. Mong ước bấy lâu nay còn nỗi kêu thương bạt gió, em chẳng còn tôi đợi chờ ai. Thôi không không hát không hát. Đúng. Ra lúc như thế này còn hát. Thôi không hát. Các ông còn cười thì tôi chả chả hát. Các ông còn có gái. Gái đâu mà gái, đây mà còn là gái à? Nhiều trong đấy. Đấy nhiều trong đấy. Gái đây, gái đây còn gì? Đây là bà già chứ gái gì? Bà già chứ gái cái gì? Này, có các em sinh tươi gọi vào đây để cho bọn anh còn xả lũ. Đúng rồi. Tôi cũng là con gái mà. Tôi mà là con gái, phải em là con gái thì mới là trẻ, mới là con gái chứ. Rồi, gương già rồi, hết đáp rồi. Kể cả bọn anh có uống thuốc thần dược nhưng mà cũng không làm gì được. Đúng rồi, tao cũng có ý kiến giống như thằng này. Uống thuốc thần dược mà gặp mụ này thì cũng xịt lớp. Tao ghế đấy, tao ý vậy. Thôi, xem có em nào gọi tất cả ra đây. Ừ, đúng rồi. Nhanh. Quan trọng là các anh chỉ nhiều chí thôi. Ôi giời, không bình nghĩ. Này có tiền rồi, có vàng rồi thì gọi đi. Em vỗ tay một cái là hàng chục em vào rồi. Thôi vỗ đi làm gì nữa, nóng rồi. Các em nhìn nhau thế, nhìn nhau chẳng thấy cái tiếng giảm gì cả. Tao tiếng giảm được không? Này đi đâu đấy? Các đại gia đây á, nhìn cứ sai sai nào, nhìn cứ như người rừng ấy. Thôi đi về cho mày ơi. Không, người rừng nhưng mà nhiều vàng lắm. Thật hả? Ra đi con xả lũ. Ra thì đi. Cái đập tràn thì chán lắm, đi ra đi. Đấy, hôm nay nhá, riêng các em không phải nghĩ. Đây, các em cứ là yên tâm công tác. Đấy, Lũ rồi. Vừa đập rồi. Mẹ đen thế. Đấy, mày giỏi mày ăn đi. Đại ca, thằng mày vào nó bỏ rừng về tìm mày phát lượng. Sao lại về đây nhỉ? Đại ca, nó trốn mất rồi. Thằng kia, về báo đại ca Thế Điên, có thằng ma báo ở rừng, về tìm ngài phát lượng. Còn hai thằng này, theo tao. Đại ca, báo cáo, có biến. Cái gì mà nó báo thế hả? Thằng đệ tử em nó vừa báo về cho em. Em báo lại cho đại ca biết là thằng ma báo nó trốn từ trên rừng. Thằng ma báo ở trên rừng về. Có thế thôi mà lắp bà lắp bắp. Tao nói cho mày biết nhá. Cẩn thận. Nó mà cấu kết với bọn công an làm phản thì hỏng hết kế hoạch của tao mấy ngày phan lượng. Còn buôn bán đồ cổ cái gì nữa hả? Đại ca. Rồi. Đại ca cứ yên tâm.
thằng này vừa nói đại ca Lâm Đen. Đại ca Lâm Đen đuổi nó rồi. Có thêm vào lúc ai không? Tao nói cho mày biết, tao chưa tin. Mày cùng đàn em hỗ trợ cho Lâm Đen bắt nó về đây bằng được cho tao. Đi. Tôi lệnh đại ca. Biến. Đây. Một lũ ăn hại. Nào các em. Vui đi. Ngài đại ca ma báo. Nhiệm vụ của ngài ở trên rừng, sao ngài lại bỏ về đây? Đó là việc của tao, chúng mày hỏi làm gì? Ngài về đây bất chợt thế này, đại ca Khan Lượng mà biết thì không vui đâu ạ. Đừng có xíu vào chuyện của tao nhá. Biết. Thằng này phản rồi, quay nhớ cho tao. Người đâu? Xin lỗi, anh là ai? Tới đây có việc gì? À, tôi là khách. Khát nước quá cho nên tôi đến đây để mua lon bia Camel uống, thế thôi. Bia Camel à? Hả? Được không? Mời anh. Nghe nói bia Camel rất ngon. Thế sao lon bia này vị nó hơi đắng? Đắng à? Được, vậy anh thử một lon nước ngọt, vị sẽ khác đấy. Mời anh. Ok, lon nước ngọt này rất thơm và bùi. Bây giờ nhá, cho tôi 50 cát bia Camel và nước ngọt, chuyển về cửa hàng Mắt Ma, tôi cho Quân Tư uống. Được, tất cả bia Camel và nước ngọt sẽ đợi đúng giờ. Ok. Xin ý kiến chỉ huy. Đồng ý, triển khai phương án 1, cho tất cả anh em mai phục tại cửa hàng Mắt Ma. Rõ. Ta lẹ. Úi dồi ôi, mày đánh tao đấy à? Thưa quân sư. Sao? Ông Phan Sĩ chỉ cho ngài thời gian 1 giờ đồng hồ để thuyết phục bọn thổ dân này. Ngài sốt ruột đó, không chờ được nữa đâu. 1 giờ đồng hồ, thời gian 1 tiếng đồng hồ. Tao nghĩ ra rồi mày ơi. Thổ dân nhá, rất thích đồng hồ. Bây giờ phải mua một cái đồng hồ để tặng cho nó, để cho nó sướng lắm, sướng rên người. Vào đây. Về bảo vệ Phan Sĩ nhé. Cứ theo kế hoạch mà làm, thấy chưa? Đi. Dạ vâng. Đây là cái máy bắn binh bê tông. Máy bắn binh bê tông à? Rồi. Trên bản tao không có cái máy nào bắn binh bê tông. Nó để làm gì? Cái này để bắn bê tông. Bắn một cái là xuyên qua bê tông luôn. Bắn binh bằng bê tông à? Thế bê tông thì nó có dán trong đá không? Nó cứng ngang đá luôn. Thế cái này có bắn được vào đá không? Bắn được. Mày thử bắn thử nó xem nào. Đây mình xem này. Bắn một cái là được ngay à? Đúng rồi. Này, tao có một túi vàng. Mày đổi cho tao cái máy ấy nhá. Vàng thật không? Vàng thật mà.
Rồi, tao đổi cho mày đấy. Rồi. Cái này tao mang về trên bản tao. Mà đi săn, bắn một phát là chúng tao chúng ai. Ôi, đàn ơi, cứu tôi ơi, chết rồi. Chết rồi. Mày mày có làm sao không? Ôi, ôi, chết rồi. Ôi, tôi chết rồi, nát nát cái đồng hồ, vỡ đồng hồ của tao rồi. Mày ơi, mày bắt đèn tao đi. Mày, tao lên, tao xin lỗi nha. Lỗi cái gì mà lỗi? Mày ở trên vùng cao đây mà định giết người thế này à? Ừ. Mày phải mua ngay đồng hồ đền tao đi. Đền ra đây, tao chỉ còn còn cây súng của tao. Máy của tao. Mày vào đây. Mày ra bờ nhá để mày không vào đến đền cho tao hả? Vào đây. Uống tay ra. Này, mày nhìn cái mặt của tao xem. Mặt của tao, cái thớt của tao nó còn ra cái thớt được không? Nhìn xem nhá, mà còn chưa tính nhá. Còn có cái đồng hồ của tao nhá. Mày bắt đền đi. Vào đây mua ngay đồng hồ. Giả tao nghe. Này, cái gì? Tao trên bản mắt tình tao làm gì có thằng nào là thằng đồng hồ. Ở này, tao nói cho mày biết nhá. Mày đừng có giả vờ ngu nhá. Đừng có giả vờ đâu. Tao chọc mạch thần kinh nhá. Mày đền ngay đồng hồ của tao đi nhá. Mày đi đây là một đại gia nhá. Sao chí nhá. Là người giàu có, buôn đồ cổ nổi tiếng, lại có nhiều đất, nhiều đai, nhiều nhà, nhiều cửa, nhiều bà mà vẫn phải đến mua đồng hồ ấy. Mày đền ngay đi. Nhiều nhà, nhiều đất, nhiều cửa là thế nào? Bạn mắt tình tao làm gì có. Không có, hay mày hỏi đại gia chứ. Đấy, đại gia quay lại đây. Đấy. Đại gia. Tao chào cái thằng này ra nhá. Đi trên bản tao hay gọi những người xung quanh nhà thằng mà. Tao. Mày làm vỡ đồng hồ của thằng này phải không? Bây giờ mày cần cái đồng hồ để đền tao đúng không? Đúng. Thôi được rồi, tao sẽ tặng cho mày một cái. Có thật không? Tao chưa bao giờ nói dối này. Sao mày lại tốt với tao thế? Là bởi vì tao thích mày thì tao tặng mày thôi. Chỉ có điều là khi nào tao cần thì mày phải đến với tao, rõ chưa? Đây là cái đồng hồ. Cái đồng hồ này là đồng hồ Tigon. Tao sẽ mang cái đồng hồ Tigon này về để thờ nó như là một báu vật. Dân bản Ma Tình cũng sẽ thờ đồng hồ Tigon như một báu vật. Mày có thể cho tao một cái nữa được không? Để tao trả cho thằng này. Không có, cứ đi theo tao. Được rồi, tao sẽ cho mày một cái nữa. Lấy từ đó. Đây. Tặng tao à? Đây là hãng đồng hồ Tigon nổi. Thôi, mày không phải đi theo tao nữa. Tao sẽ mang cái đồng hồ Tigon này về. Bây giờ tao phải đi tìm hai thằng bạn tao đây. Rồi còn phải đưa vợ con chúng tao về bản này. Về nhá. Tao lấy cái đồng hồ Tigon này nhá. Ôi đại gia ơi, thế đại gia đã gắn chip vào đồng hồ để theo dõi nó chưa? Đương nhiên, tao sẽ từng bước biến nó thành người của ta. Dạ. Một ngày gần đây nhất, nó sẽ đem cái đầu lâu bằng kim cương xuống đây để dâng cho ta. Quả là tiền tác đại gia, quả là tiền tác. Mấy cái xe bản chiều vợ kìa. Tôi đi cả vợ kinh cơ. Xinh thế nhở? Xinh thật đấy. Gái à? Thôi, tôi đi thôi. Vợ ơi! Mà mày! Tại sao lại toan hoang như thế này? Hết cả thế này! Trời ơi! Hay là hổ trên rừng
nó về đây nó bắt hết cả người dân trong bản rồi. Ừ. Ta leng nè mà bị leng. Tao đã bảo chúng mày ngay từ đầu là đừng có đi tìm vợ mới. Đây giờ đi tìm được vợ mới mất cũ vợ cũ rồi. Ai ba mươi lăng puta lăng cái mồm mày thối gần bằng mồm tao rồi đấy. Trời ơi trời đất ơi puta lăng puta lăng mày là tao dối hết cả lên rồi. Không nghĩ em không bỏ chỗ mà dù sao cũng có người mới rồi quan tâm gì người ấy nữa. Mà tại sao sang nhà tập cũ cũng không thấy rồi. Bây giờ làm thế nào đây? Mà mình tôi không biết có chiều nổi không? Này, hay mình cứ về nghỉ ngơi, tôi chờ nhá. Thôi, mình đi đi. Đi đi đi. Ôi, tôi đang bỏ chạy rồi. Cái gì đấy? Hả? Sao lại bỏ chạy hết rồi? Mà thôi, giờ này con gái mới muốn cái gì? Đi sang nhà tao, xem còn cái gì ăn cho nó đói bụng, xem các con vợ nó có ở đấy không? Ờ, thôi. Cô đi đi đi. Bù ta lèng. Mà mình lèng. Bù ta lèng. Tao thấy thì cứ như là chúng mình bị trời phạt ấy. Cứu được bà vợ mới thì mất bà vợ cũ. Bây giờ không cứu được các bà ấy ra là chết hết ấy. Xem đứa nào vào trước đi. Chú Tô Leng, tao có ý kiến này. Bây giờ chúng mình để cho nó công bằng. Mình lại oan tù tì đây. À mà không, không cần oan tù tì nữa. Đứa nào vào trước? Cứ đứa nào vào trước nhỉ. Mình nhờ cái vinh dự lại cho thằng nào lớn tuổi đi. Được không? Đó, thằng nào lớn tuổi vào được. Đó. Nó là thằng nào? Đi ai vào đứa nữa? Mày đấy. Ăn con bà này mà nhường người lớn tuổi. Phụ ta lèng. Mã phì lèng. Này, cái này còn sướng hơn cả ăn cỗ. Ăn cỗ ông ăn một bữa xong rồi thôi. Đúng. Để ông cứu vợ ông về ông dùng cả đời. Đúng. Đúng không? Đúng. Phụ ta lèng. Mã phì lèng. Thôi nhỉ. Nha. Cái vinh dự này phải dành cho người lớn tuổi. Đúng. Mày phải vào trước nhá. Thế thì việc nó gấp chút rồi. Phải đi rồi nhỉ? Đúng rồi, bây giờ đúng ngay đi. Công việc nó rất là cấp bách. Đúng rồi. Phải ăn hết bát mì tôm này để đi cứu vợ luôn. Nhá. Cho nó đỡ phí. Đúng rồi. Cái gì đấy? Mà ta đây. Tao ngà bao. Mày là con ma, con quỷ. Các người nói gì? Các người mới là quỷ. Các người là quỷ dâm dê, quỷ đê tiện. Các người mê gái, bỏ dân làng, bỏ gái bản, bỏ gia bản, đi xuống dưới kinh kia tìm vợ. Tìm vợ để làm gì hả? Lô quỷ. Mày là người ma tình, mày cấu kết bọn người kinh, bắt người ma tình, giấu ở đâu? Giấu ở đâu? Mày giấu mà chúng ta ở đâu? Hồi hiện tại đã bị nhóm người kinh bắt cóc, nhốt ở trên động. Tất cả đã bị đánh thuốc mê. Và họ ra một điều kiện là các ngươi hãy lấy chiếc sọ người bằng kim cương đó lên động để cứu người dân bản. Mày bị điên à? Tao giấu con chết, cũng không bao giờ giao cái vật báu cho kẻ ác nhá. Bởi vì cái vật báu là vật báu của ma tình. Đúng. Mà mang ra ngoài ấy, đưa tay vào kẻ xấu ấy, thì cả bản ma tình sẽ chết. Đúng. Và cả thế giới này đều chết. Đúng. Mày là người con của ma tình mà mày lại muốn giết người ma tình à? Mát mày làng. Không, không bao giờ ta làm điều đó. Ta về đây là để cứu dân bản. Nói láo. Giúp người dân ma tình. Giúp thế nào? Trưởng bản. Hả? Có ta đây. Ôi, tưởng ông chết rồi cơ mà. Ôi giời. Phụ ta lèng. Mát mày làng. Thằng ma báo nó nói đúng đấy. Yeah. Nó về đây để nó giúp chúng mày và toàn bộ bản ma tình ta thoát khỏi cái kiếp nạn này đây. Ma báo, mày nói thật không? Mày giúp người ma tình à? Hả? Mày giúp thế nào? Giúp thế nào? Mày giúp thế nào? Giúp cái gì? Hả? Ma bị lèng. Đúng thế. Các người nhìn đây. Không thể tin được. Tại sao nó lại có vật bóng này mà nó không chịu lời nguyện của pháp sư? Đúng rồi. Puta Leng, thằng ngã báo này nó là con ma. Nó là con ma. Đúng. Ta là ma nhưng mà mang họ ma. Ma tình. Còn tao là người. Các người nhìn đây. Đây là chiếc sọ người bằng kim cương. Thế nhưng nó là giả. Giả. Các người xem đi. Ôi giời. Nó giống y như thật. Và ta tin chắc người kinh sẽ không thể nhận ra nó.
Bây giờ các người nghe đây. Các người hãy mang nó lên trên hang Mắt Ma và giải cứu họ. Thầy đi thôi. Vợ ơi. Vợ ơi. Con ăn nha. Putaliang. Các người đi cứu nó đi. Để tao ở lại giữ bản. Ma giời ơi. Gì? Ê, nó nghe nè. Giờ mà tụi nó không tới thì chúng ta làm sao? Thì giết từng đứa một chứ sao? Rồi chúng nó chắc không còn hồn để mà đầu thai quá. Mà đáng tiếc quá mà. Tất cả các đồng chí, chú ý, xuất phát! Cấu kết với thằng Kinh đại gia bắt cóc vợ con ta để lấy báu vật. Đừng có thắng đòn đi. Vợ con của người đang ở trong tay tụi ta. Mau mà đưa báu vật đây. Không, ta bắn chết. Này, chúng mày còn trẻ, phải nghĩ đến tương lai chứ. Chúng mày bắn con tao, chúng mày sẽ bị trừng trị đấy. Nơi đây là rừng thiêng nước độc. Kẻ nào mạnh, kẻ đấy sẽ là bá chủ. Bọn bay mau trao cổ vật ra đây. Bọn người bằng kim cương, không tao sẽ bắn chết hết. Ai ai ai, con ta làm cái kinh đại gia giết chết hết thì chết à, phải sống chứ. Sống trên cuộc đời thì còn bao nhiêu điều hay, bao nhiêu cái đẹp. Con ta làm đứng đây. Đừng có kéo dài thời gian ở đây. Nếu như không đưa báu vật ra thầy giết hết. Mau lên. Đuổi. Đừng đưa. Không được đưa. Báu vật đây rồi. Bọn mày thật thà lắm. Bọn tao đã lấy được báu vật rồi. Bây giờ tao sẽ cho bọn mày về châu chơi. Mà báu, nãy giờ nhà mày đi đâu vậy? Đi nào. Lấy được báu vật rồi à? Ba ba, ngươi đi đâu giờ này mới tới? Ta đi lo việc riêng. Có báu vật rồi thì giết chúng nó đi. Thế thì tất cả sáng cứu bọn con, nhanh lên bảo là ngoài lên, giải cứu ta.